Qua đây, qua đây. Cô bé con dạy chưa vào mũ vào xin hoan đề nghị quý khách chưa đến giờ Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản ra quân đúng giờ khác không giờ Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản mới bắt đầu phát lệnh ra quân xin đề nghị các quý khách chúng ta không được bắt cờ trên các không cờ con lửa ra đâu hồi nữa Quốc Toản mới ra quân xin đề nghị quý khách chúng ta không bắt cờ này con này nhá đứng ngay thôi nha cháu nha đứng ngay đấy thôi nha à, đứng ngay đấy thôi xin đề nghị một số các quý khách đang cầm cờ cao chúng ta dâng vào các công điện sẽ hư hại tất cả các hệ thống điện trong khu vực di tích một lần nữa xin nhắc lại quý khách được biết là đúng giờ các không giờ Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản mới bắt đầu sắp lệnh ra quân vậy chúng ta còn chờ nửa giờ đồng hồ nữa khi nào có tiếng chuông tiếng trống thì chúng ta mới là giờ sắp Trần Quốc Toản ra quân đấy người ta gọi là dầu uống đám đông đấy xin đề nghị chúng ta bỏ xuống không được dâng ở trên các khung giờ